Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay Sơn sẽ review một bộ bàn ghế mà đảm bảo là các bác sẽ rất là thích. Bộ này thì Sơn cũng rất là thích luôn, bởi vì màu rất là sáng, đặc biệt thì làm từ gỗ đỏ ba chi. Gỗ thì các bác có thể nhìn thấy là đều, toàn bộ làm từ một cây gỗ đấy các bác ạ. Sơn thấy là tông màu rất là giống nhau rồi. Tông màu đều hết các bàn này, ghế này, cột và tựa tay cũng rất là đều màu luôn. Lựa gỗ khá là kỹ, đặc biệt là toàn bộ là mặt tràn nguyên khối, dày 5 phân, 100% từ gỗ đỏ ba chi các bác nhá. Rất mịn luôn, làm nước sơn cũng bóng. Sơ bộ các bác nhìn thấy này, đây là một cái kẹp kẹp bàn nhá. Đây, từ gỗ này, toàn bộ lựa, lựa gỗ sạch rác, sạch tim rồi các bác này. Kể cả cái bàn này cũng là từ gỗ nguyên khối luôn. Dài là 1m54, số đây là cắt số đỏ luôn rồi các bác nhá. Cắt số đỏ này. Bàn này rộng là 69, sàn 69 và bo cạnh. Ở đây thì đục là đục hoa lá tây, đục hoa lá tây và có cả kính để lên trên mặt này. Kính úp lên trên mặt để các bác tiện lau chùi. Bên dưới là vẫn có những nét hoa văn để trông bàn nó mềm mại hơn, nó đỡ bị cứng các bác ạ, đỡ bị đơ. Nhưng mà Sơn thì thích gỗ nguyên khối, với cả mình chuyên nguyên khối nên là ghế, mặt ghế là Sơn thấy rất là tuyệt vời. Từ cái mặt ghế này, rộng, mặt ghế rộng 58 các bác ạ, lọt lòng 58. Và thực ra nếu mà tấm gỗ này đo ra tới ngoài này luôn ấy thì là 63,5 dài, chiều dài ở đây thì bây giờ Sơn đo chiều dài nhá. Một điều mà Sơn rất là thích ở bộ bàn ghế này ấy, đó là gỗ nạc các bác ạ. Gỗ nạc và gần như là 99% luôn. 2m38 đều là số đẹp và gồm có 4 cái vách, 4 vách tựa. Đục là đục mẫu đào các bác nhá, đục mẫu đào và mẫu đơn giản thế này. Chương là chương 14, cột 14 luôn. Chương liền nguyên khối các bác nhá. Nguyên khối này, nguyên khối này, nguyên khối này, nguyên khối này các bác này. Nguyên khối luôn. Yếm ở đây là yếm làm khá là dày luôn, yếm làm cũng rất là dày. Bộ này công nhận rất dày các bác ạ. Bộ này bởi Sơn thấy rất đẹp nên là phải review các bác luôn. Bộ này là tới tận 3 phân rưỡi. Yếm 3 phân rưỡi, chân thì cũng 14, các bác nhá, chân 14. Cổ chỉ là 3 lớp cổ chỉ ở đây. Mặt này. Ôi, các bác thấy chưa? Giá trị nhất là cái tấm gỗ này, bởi vì để mà lựa được tấm gỗ này thì các bác hình dung là riêng cái mặt này thôi thì mình đã phải chọn từ những cái tấm gỗ nạc nhất và phải loại bỏ cả phần rác ở những cái cạnh gỗ này đi thì nó sẽ khá là tốn. Thực ra là tấm gỗ nó phải rộng tới ngoài này thì mới có thể loại bỏ rác ở đây đi, thì đã loại bỏ khúc ở đây nữa. Đặc biệt là gỗ toàn bộ là phần gỗ nạc này, gọi là gỗ nàng hai, là không có phần tim các bác nhá. Đấy, không có phần tim ở đây. Tay cũng là tay 14 và liền, tay đục nghê, đục mẫu nghê ở đây. Và ngồi ở đây thì Sơn thấy là nếu mà các bác tựa lưng thì chân hơi với, không chạm đất được. Ví dụ như Sơn thì không chạm đất, nếu mà chạm đất là phải 1m8. Và nếu không thì chúng ta sẽ ngồi như thế này. Hoặc là nếu bác nào muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể làm thêm một cái đôn ở đây. Đấy, để kê chân lên đây nhìn cũng rất là oách. Dáng tay thì vừa vặn với người Việt Nam các bác ạ, khoảng là tay thì cỡ như này các bác, để thấy tay để đúng như này luôn, rất là phù hợp. Sơn thì ngồi cảm thấy thoải mái, bộ này rất là thoải mái các bác ạ, rất thoải mái nhá. Và bộ này thì nếu mà giá của nó thì Sơn nghĩ là cũng không thể tưởng tượng được với những bộ bàn ghế như này. Thực tế thì anh em Sơn làm về đồ gỗ nguyên khối, nhưng mà nói thật là để mà Sơn mà đóng ra được bộ bàn ghế như này với giá cỡ này thì khả năng là không đóng được. Bởi vì thứ nhất ấy là mình làm nguyên khối thật nhưng mình chỉ xẻ được cái mặt này ra thôi. Còn riêng về những kỹ thuật đóng này, lựa gỗ này và mộng, rồi là mọi thứ để mà làm được, để nó tạo thành một cái bộ như thế này thì gần như là quá khó đối với Sơn. Nó không phải chuyên ngành. Ở đây là gồm có một này, một ghế này, một ghế con, hai ghế con, một đoạn dài, hai bàn là 2 này, 4, 5. Có một cái đôn kẹp nữa là 6 món các bác nhá, 6 món. Và ở bàn này thì hiện tại là chưa gắn tay vào đây. Đây là phần học của bộ bàn ghế các bác nhá. Đấy. Phần học thì anh em Sơn chưa lắp quai cầm lên đây. Nhưng mà các bác có thể hình dung là ở trong này thì các bác hoàn toàn có thể để trà. Ở hai bên đều có cái này luôn các bác nhá. Toàn bộ là làm bằng học, bằng đường dây, là bằng dây gỗ thôi. Các bác nhá, bằng dây gỗ. Gỗ thì khô rồi. Gỗ thì khô các bác nhá. Ở mặt trong thì thật về các bác là cũng chưa làm kỹ để tối ưu chi phí, chủ yếu là nhắm vào cái dòng là đẹp thôi, còn ở bên trong thì chưa làm đẹp các bác nhá.
bên trong, mặt trong thì chưa làm đẹp thực sự chưa đẹp. Thì Sơn cũng chia sẻ với các bác là Sơn cũng báo giá bộ bàn ghế này luôn để các bác tiện tham khảo, và giá trị của nó là 85 triệu, miễn phí vận chuyển quanh Sài Gòn 100 km, nếu ở ngoài 100 km thì cộng 100 cây thì cộng thêm 1 triệu các bác nhá, để vận chuyển vào tận nhà cho các bác. Đó là những chia sẻ của anh em Sơn và review các bác xem để các bác tiện tham khảo. Rất cảm ơn các bác đã xem video này. Nếu các bác xem đến giờ phút này thì rất cảm ơn và biết ơn các bác vô cùng. Hãy để lại cảm nhận của các bác về bộ bàn ghế này, và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của anh em Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.